Thực ra người lớn tuổi thì lão hóa nó có rồi, thì cái hệ thống tiêu hóa không không dễ dàng là gì mà có thể hấp thu hết tất cả những cái thứ mà mình cần đưa vào đâu. Ví dụ công thức ghi ra này nọ đủ thứ, nhiều thứ lắm, nhưng mà không thể dung nạp hết như vậy. Thành ra là sẽ có nhiều thứ, nhiều loại thực phẩm và nó phù hợp với cái đối tượng lớn tuổi đó. Và mình, những người ở trong gia đình sẽ theo sát được cái việc ăn uống của bố mẹ mình, sẽ biết được. Ví dụ Phương Anh sẽ để ý rất là rõ, và sẽ ăn được loại gì như thế nào, và loại nào sẽ phù hợp trong cái tầm ngắm của mình, nó sẽ có nhiều dưỡng chất nhiều, giống như đang nói nãy. Và còn người lớn tuổi thì cái việc ăn uống nó sẽ gặp khó khăn, chứ không phải là cứ tính trong những cái thực phẩm đó là đưa vào là ông bà sẽ ăn hết được đâu. Hệ thống tiêu hóa của người lớn tuổi nó sẽ kém hơn so với cái người trẻ tuổi. Thử đem thử cho bố mẹ lớn tuổi đi ăn thật sự nhiều đồ ăn như thế, ông bà có chịu ăn không nha. Ông bà chưa chắc chịu ăn đó, ăn nhiều là tôi sẽ bệnh thêm đấy. Này là có chất nè, nó đảm bảo nè, giống Phương Anh nói nè, những cái sữa trứng hay là hải sản gì đó nó có đầy đủ canxi. Nhưng mà họ đây nói là tôi ăn nhiều quá cho tôi mập, tôi rối loạn chuyển hóa, chưa chắc sẽ được dung nạp hết tất cả những cái thứ đó đâu. Thì như vậy làm sao? Thì để cho đủ một cái chất canxi, mình chỉ cần canxi thôi chứ mình không cần nhiều chất khác. Tại vì trong một cái lượng mà giống như Phương Anh nói nãy đó, mà đầy đủ một cái dĩa thực phẩm lớn như vậy, nó sẽ không phải có canxi không đâu. Nó sẽ còn nhiều thứ khác, và chính điều đó nó sẽ, ông bà nói đúng đó, ông bà sẽ không ăn đâu. Ông bà sẽ ăn vừa sức, và như vậy phải bổ sung bằng cách nào đó thêm vào để cho nó có được đủ được cái lượng canxi mỗi ngày 800 900 hay là 1000 mg mỗi ngày cho những người lớn tuổi đó. Thì những thứ thực phẩm chức năng hay là thuốc hay là đại loại nào đó có chứa đầy đủ canxi vào thì bổ sung, nhưng những trường hợp này nó sẽ phù hợp và ăn vừa sức lại, có này có nọ, như vậy ông bà sẽ thích hơn đấy.